một con Omri thuộc dạng gấu của dòng Pioneer có mã là SA819. Mời các bác nghe nó trị nhạc đan nhạc sàn và vào đôi loa rất to của Nhật, đó là Diatone Bass 32. Đánh rất gấu luôn con Omri này, 140W điện 100V. Như với 140W này nó bằng những con mấy trăm watt anh em nha. Và con Omri này cửa hàng tôi bán giá 6,4 triệu đồng, đẹp xuất sắc luôn. Bãi zin luôn. Và cái núm này này, anh em nào đã chơi cái dòng này thì biết được cái núm như con Omri này thuộc dạng siêu hiếm luôn, siêu hiếm luôn. Bề ngang là 42, bề cao chắc tầm 14 cm, chỉnh bát chỉnh chép hai núm vặn AB cộng B, lao lớt bát chép đầy đủ. Đợi tôi sẽ đậy cái nắp tre vào. Mới kính quang. Với con Omri này thì loa Nhật nào nó đánh được các bạn. Con Omri này nó thuộc dạng gấu. Và hay, nó gấu nhưng nó hay. Qua cửa hàng tôi xem trực tiếp, nếu xa thì có thể đặt cọc tiền, tôi sẽ gửi hàng đi cho các bác. Hàng bán đảm bảo chất lượng và bao test anh em 2 tuần, lỗi sản phẩm sẵn sàng đổi cho anh em sản phẩm khác. Tất nhiên khi mình sử dụng thì phải sử dụng đúng cách, đó là cắm đúng nguồn điện, đủ công suất, không được mở quá to hoặc là làm chậm chạm dây loa. Bởi vì các bác phải hiểu một sản phẩm bãi zin tuyển chọn như này không bao giờ dễ hỏng được. Và thường đến khi xuất đến tay các bác thì đã được kiểm tra rất kỹ, test sản phẩm. Và đơn giản các bác, nếu các bác đánh giá thì cứ nhìn video cửa hàng tôi test, nó phải hoạt động hoàn hảo thì mới đăng lên. Và trái và phải. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.